Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm Filmora 9. Thì Filmora 9 là một phần mềm chuyên sử dụng để biên tập video, chỉnh sửa video rất là chuyên nghiệp. Và nếu như bạn nào chưa có cái phần mềm này hay là chưa biết cách cài đặt thì các bạn có thể theo dõi cái đường link mà tôi đặt ở phía dưới cái phần mô tả của video này. Và các bạn tải về, các bạn theo dõi cái phần hướng dẫn để các bạn cài đặt. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái nội dung chính của video ngày hôm nay. Ok, tôi tin chắc rằng là bạn đã tải và cài đặt thành công với phần mềm Filmora 9 rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ khởi động phần mềm này lên. Ok, đây là cái giao diện mà khi chúng ta khởi động lên. Thì ở đây chúng ta sẽ có những cái dạng khác nhau, đúng không ạ? Dạng này thì chúng ta có thể post lên YouTube này, trên đây là Instagram này, và một số cái dạng khác nữa, đúng không ạ? Nếu như các bạn có sẵn cái project rồi thì các bạn có thể open ở đây, mở lên từ đây. Hoặc là các bạn muốn tạo một cái project mới thì các bạn click vào đây. Và tôi sẽ click vào New Project, đúng không ạ? Đó, thì đây là cái giao diện mà chúng ta cần sử dụng. Thì cái phần này thì chúng ta sẽ import media vào. Chúng ta sẽ thêm những cái file mà chúng ta muốn chỉnh sửa vào đây. Có thể là âm thanh, file nhạc, và những cái file video, hình ảnh. Và đây là những cái thanh mà chúng ta chỉnh sửa, ví dụ là audio này, những cái thêm text, thêm chữ này, thêm cái title này. Đây là cái phần hiệu ứng, đúng không? Hiệu ứng của chúng ta. Đây là phần chuyển cảnh, hiệu ứng. Rồi, đây là thanh timeline. Đây, tôi sẽ sử dụng một số cái hình ảnh mà cái video này. Và tiếp tục tôi thêm một nữa. Rồi, các bạn vào import. Đây tôi sẽ mở một cái đoạn intro đi. Ok, tiếp theo thì tôi sẽ mở một đoạn intro lên. Rồi, đây. Đây, các bạn click bấm dấu cộng hoặc là các bạn kéo thẳng xuống luôn, đúng không ạ? Rồi các bạn có thể sử dụng cái phím delete để xóa một cái này đi, đúng không ạ? Đó. Thì tôi sẽ tiến hành. Đây, các bạn có thể phóng to nhỏ cái thanh timeline này để làm việc cho nó dễ. Rồi, ở đây thì các bạn có thể tiếp tục, các bạn có thể kéo những cái file mà các bạn muốn làm việc xuống, đúng không ạ? Đấy, các bạn click vào để nó xuất hiện cái này thì chúng ta có thể co lại, đúng không ạ? Các bạn ấn shift và các bạn di chuột để nó co lại. Đây, tôi có thể để ở góc này. Và cái này thì chúng ta có thể tách cái nền xanh này. Đây, các bạn click vào đây, đúng không ạ? Green screen, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn tách thì nó sẽ mất cái nền xanh đi cho chúng ta. Đây, các bạn có thể điều chỉnh. Thì nó sẽ tách ra. Các bạn sẽ co lại. Đó. Các bạn, thì đấy là cái chúng ta tách cái nền xanh. Đó, ok. Và chúng ta ấn ok nhé. Và chúng ta có thể cắt, đúng không ạ? Những cái phần mềm như Camtasia thì là chúng ta ấn phím cắt ở đây. Thì nó có phím tắt là S, đúng không ạ? Nhưng ở đây thì chúng ta ấn Ctrl B nhé, Ctrl và chữ B. Đó, thì nó sẽ cắt đi cho chúng ta này. Đó. Chúng ta có thể sử dụng cái phím delete để xóa, đúng không? Chúng ta di chuột, click chuột vào, chúng ta có thể xóa bằng phím delete. Thực ra thì nó cũng rất là dễ dàng để sử dụng thôi. Thì audio thì chúng ta có thể thêm một số cái audio ở đây. Ở đây thì chúng ta có thể kéo lên một check nữa, đúng không ạ? File nhạc thì chúng ta có thể kéo thả xuống đây. Đây, đây là một số file nhạc. Và lưu ý các bạn, thì các bạn có thể sử dụng những cái file nhạc mà YouTube hay là Facebook cho phép các bạn sử dụng nha, để tránh bản quyền.
thì các bạn có thể thêm những cái file nhạc vào import, đúng không ạ? Thì ở đây tôi sẽ có một cái file tài nguyên, mà ở đây tôi có những cái nền, ví dụ như tôi sẽ thêm một cái nền này. Đây, tôi sẽ có thể kéo cái phần âm thanh xuống, cái check đầu tiên này, đúng không? Đây thì các bạn có thể click đôi vào này, click đôi vào để các bạn có thể, đấy, các bạn hạ cái, giảm cái độ lớn. Đây, và các bạn có thể kích cho nó to lên hoặc là giảm đi cho nó nhỏ lại, âm thanh nhỏ lại, đúng không ạ? Đó. Và cái này thì chúng ta có thể ấn cái đầu vào nó nhỏ dần này, đúng không? Thì cái này rất là dễ sử dụng, đúng không ạ? Hoặc là đầu ra. Đó. Và chúng ta có thể làm méo tiếng. Rồi, sau khi đây thì tôi sẽ ấn OK. Rồi, tiếp theo thì các bạn có thể tách cái file âm thanh cũng như là cái file hình ảnh ra bằng cách là ấn vào cái phím detect này, audio này. Đó. Thì chúng ta có thể tách âm thanh với lại cái audio ra, đúng không ạ? Đây, cái intro đây, cái file âm thanh nó sẽ đi xuống dưới đây, thì chúng ta có thể tách và chúng ta có thể xóa, giữ lại, đúng không ạ? Giữ lại check, hoặc là các bạn quay trở lại bằng Ctrl Z nhé, hoặc là ấn ở đây, đúng không ạ? Chúng ta có thể giữ lại file video hoặc là có thể xóa cái âm thanh đi. Xóa, click vào nó xóa đi. Đấy. OK. Rồi nếu chúng ta muốn thêm chữ thì sao? Rồi chúng ta muốn thêm chữ thì chúng ta có thể click vào cái OK nhé. Và chúng ta click vào title này. Đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng những cái title có sẵn ở đây. Đây tôi sẽ thêm một cái title. Ví dụ như đây đi ạ. Rồi kéo xuống đó. Đây, chạy xuống rất là đẹp. Ví dụ tôi sẽ gõ đây là Đào Xuân Nhất. Ở dưới đây thì tôi có thể thả xuống đây một chút đó. Thả là AZ chả. Đây các bạn có thể thấy này, chúng ta click vào cái phần timeline này, chúng ta xem này. À, rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp luôn, hiệu ứng rất là đẹp, rồi các bạn ấn OK thôi. Và ngoài ra thì các bạn có thể thêm những cái hiệu ứng chuyển cảnh này, hoặc là những cái hiệu ứng mà làm phim, ví dụ là chúng ta muốn làm kiểu 1977 vlog chẳng hạn, thì chúng ta có thể lựa chọn những cái phần đen trắng này. Đó. Chúng ta có thể sử dụng những cái hiệu ứng khác nhau ở đây, được không ạ? Thì có một số cái mà chúng ta chưa có ở đây thì chúng ta có thể tải về. Đây, ví dụ đây thì chúng ta có thể click vào cái phần này, chúng ta download now thì nó sẽ tải về cho chúng ta. Tương tự những cái phần này cũng vậy. Phần chuyển cảnh ở đây thì nó tải hết rồi, nhưng mà cái phần title này thì nhiều cái nó sẽ chưa tải về cho chúng ta. Đây, ví dụ như cái này, đúng không ạ? Chúng ta click vào chúng ta tải về thôi. Đây, chúng ta đợi nó tải về để chúng ta sử dụng. Đấy, như vậy là cũng là cơ bản để chúng ta có thể sử dụng rồi. Thì chúng ta, rồi tôi nhắc lại nhé, chúng ta sử dụng cái phím cắt, đúng không? Chúng ta muốn cắt một đoạn video đó đi, thì chúng ta sử dụng Ctrl B, đúng không ạ? Ctrl B. Đó. Chúng ta có thể click vào đây, chúng ta xóa đoạn này đi, chúng ta ghép nối lại, hoặc là chúng ta sử dụng cái phím, chúng ta có thể click vào cái kéo này, đó, nó có thể cắt. Và chúng ta có thể tách được cái nền phông xanh, đó, bằng cách mà click vào đây, này, click vào cái hình có người mà cái ô này các bạn. Đó. Và chúng ta có thể thêm audio. Và các bạn lưu ý audio, những cái file nhạc hay là âm thanh thì các bạn nên sử dụng những cái nguồn mà YouTube hay Facebook cho phép nhé, để tránh dính bản quyền. Đó.
Mà nếu như bạn up lên hai kênh đấy thì các bạn phải sử dụng nhạc của YouTube hoặc là Facebook cho phép thôi. Còn lâu những cái kênh khác thì các bạn muốn thì các bạn thêm những bài nhạc các bạn yêu thích. Ok. Và chúng ta có thể thêm những cái title. Và title ở đây thì chúng ta có thể tải những cái title này về này. Đấy. Tải về. Và nếu như chưa có thì chúng ta tải về thôi. Hiệu ứng chuyển cảnh thì ở đây đúng không ạ? Chúng ta có thể kéo thả trực tiếp luôn. Đấy, kéo thả trực tiếp. Ví dụ ở đây chúng ta kéo thả trực tiếp này. Đó. Nó có những cái hiệu ứng rất là đẹp. Đó. Thì chúng ta muốn xóa thì chúng ta click vào đây, chúng ta xóa thôi, delete đi. Click vào đây. Delete đi. Đó, được không ạ? Ngoài ra cái phi này thì chúng ta có thể co nó lại đúng không ạ? Bằng speed này, speed and hoặc là control R đấy. Co nó lại tức là tua nhanh tua chậm đúng không ạ? Tua nhanh tua chậm. Ok này. Đấy thì nó sẽ chậm đúng không ạ? Và các bạn muốn nó co lại nhanh hơn thì các bạn tiếp tục các bạn kéo thôi. Đấy, click vào các bạn kéo này. Đó, còn đâu muốn tách cái phần âm thanh ra thì các bạn có thể ấn cái phím Detect Audio này, như chúng ta đã tách rồi phải không ạ? Đây tôi sẽ thêm lại nhé, thêm lại. Chúng ta sẽ kéo cái phần mà video chúng ta muốn tách âm thanh ra, rồi chúng ta click vào Detect Audio, đúng không ạ? Detect Audio. Đó thì nó sẽ tách hai cái phần âm thanh ra cho chúng ta. Và chúng ta có thể click chúng ta xóa bớt những cái không cần thiết đi. Ok, và chúng ta sẽ xuất file bằng click ấn vào export này. Đúng không ạ? Đấy. Đấy, thì nó sẽ xuất hiện cái phần bảng để chúng ta điều chỉnh những cái thông số ở đây. Thì ở đây chúng ta có thể chất lượng 1920 1080 hoặc là chất lượng 4K. Ở đây nó cho chúng ta xuất cái file 4K luôn các bạn. Rất là tuyệt vời. Rồi chúng ta ấn ok. Và đây là chúng ta lựa chọn cái ổ đĩa mà chúng ta muốn lưu. Thì để mặc định nó cũng được đúng không ạ? Mà chúng ta muốn lưu cái file gì, đuôi gì thì chúng ta click vào đây, nó cũng cho khá là nhiều cái đuôi khác nhau đúng không ạ? Cái định dạng khác nhau. Đó. Rồi chúng ta sẽ ấn export thôi. Export thì nó sẽ lưu cho chúng ta một cái ổ đĩa. Và khi mà xuất hiện thì chúng ta sẽ click vào đây để chúng ta tìm kiếm cái file của chúng ta. Đó, đấy là cách xuất file. Và tôi sẽ demo cho các bạn thôi. Rồi chúng ta có thể luyện tập để cho nó nhuần nhuyễn những cái thao tác khi sử dụng cái phần mềm này. Và cái phần mềm này là một trong những cái phần mềm theo tôi đánh giá là một cái phần mềm rất là tuyệt vời để chúng ta có thể biên tập video, và nó cho chúng ta biên tập rất là chuyên nghiệp. Đó. Và như vậy là tôi đã chia sẻ cho bạn, hướng dẫn bạn cái cách sử dụng phần mềm Filmora 9, một cái phần mềm chỉnh sửa video và biên tập video rất là chuyên nghiệp. Và nếu như các bạn thấy cái video này hữu ích, video này hay thì các bạn hãy giúp tôi nhấn like và chia sẻ cái video này cho nhiều người được biết hơn. Và ngoài ra các bạn hãy giúp tôi đăng ký kênh, subscribe đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để có thể theo dõi những cái video mới nhất từ tôi. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những cái video sau của tôi. Chúc bạn thành công.